Xin chào các bạn, rất vui là gặp lại các bạn trong video này. Tôi là Hoàng Đình Trọng. Tại sao bạn đang xem cái video này? Tôi ở đây để làm cái gì? Tôi rất là có một cái thông điệp muốn truyền tải tới các bạn. Đó là tới đây thì PEC có tổ chức lại cái chương trình chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu. Thì đây là một cái chương trình nói về cái hệ thống 6 cái chiến lược để trở thành một cái doanh nghiệp dẫn đầu. Thế thì đây là cái chương trình mà dành cho những cái CEO chưa có cái tư duy về chiến lược một cách bài bản, vẫn làm đang bị cạnh tranh về giá và đang thì rất muốn thay đổi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Những cái CEO nào mà mới, những cái bạn trẻ khởi nghiệp nào nữa mà mới tạo ra một cái sản phẩm dịch vụ nào đó, muốn thâm nhập vào làm chủ cái thị trường đấy để không bị cạnh tranh về giá, nhanh chóng là vươn lên thành số 1, số 2, số 3 trên thị trường, trong cái ngách thị trường của mình. Và cái chương trình này còn dành cho những ai mà đang bí về tư duy chiến lược. Có thể là CEO đang chuẩn bị quy hoạch thành CEO, thành những nhà quản lý then chốt và đang yêu cầu hoạch định chiến lược mà chưa biết là hoạch định chiến lược như thế nào cho nó bài bản. Khi mà mình hoạch định chiến lược thì làm thế nào để có một cái bức tranh tổng thể, có cái sự đồng nhất, nhất quán từ cấp giám đốc xuống cấp trưởng phòng xuống cấp dưới, làm sao để kiểm soát được nó, kiểm soát được cái chiến lược để đạt được những cái mục tiêu, những cái tầm nhìn của doanh nghiệp. Thì đây là những cái đối tượng rất phù hợp mà nên tham dự cái chương trình chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu trong thời gian tới đây. Vậy thì tại sao bạn nên tham dự ngay thời điểm này, trong cái thời gian tới đây? Tại vì như các bạn biết là bùng phát dịch lần hai là một cái gọi là một cái đòn chí mạng vào rất nhiều doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp rất khó khăn, thậm chí đến tận cùng là phá sản, dồn hết các nguồn lực và để chống đỡ với những cái việc bùng phát dịch lần hai này. Trên thế giới thì đang diễn biến dịch bệnh rất là phức tạp, ở Việt Nam cũng đang rất là nỗ lực, rất là cố gắng, và nhìn chung là vấn đề mà làm doanh nghiệp là khó khăn, chưa bao giờ khó khăn như bây giờ. Nên là các doanh nhân, các doanh nghiệp cần phải có một cái hướng đi mới, cần phải có những cái sự đối ứng, sự linh hoạt, rồi có những cái sự bài bản, rồi đôi khi là có những cái nguồn lực hỗ trợ để mà giúp chúng ta vượt lên, gọi là những chiến binh vượt bão trong cái thời điểm khủng hoảng như thế này. Thế thì cái lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu sẽ là những cái, là cái nơi mà là một cái chương trình học, là một cái chương trình coaching, là một cái chương trình tư vấn cho các bạn, để làm sao để mình có một cái ý tưởng, làm thế nào để mình có những cái chiến lược rất là rõ ràng, để trong thời gian tới, kể cả là khủng hoảng, gọi là hết dịch thì nó quay trở lại, hoặc là thị trường quay trở lại, hoặc là thảm bại hơn, thì chúng ta đều có những cái chiến lược, có những cách thức để mà chúng ta cùng với đội ngũ của mình, rồi mình tái khởi nghiệp lại, hoặc mình đang tồn tại được thì mình sẽ có cái hướng đi nó bài bản hơn, nó khoa học hơn, nó giá trị hơn, để chúng ta lại lựa chọn lại một lần nữa, để chúng ta có những cái con đường để dẫn tới đi tương lai, là đến sự thành công, sở hữu một cái doanh nghiệp thành công và trở thành sở hữu một cái doanh nghiệp dẫn đầu đáng mơ ước. Đấy, thì tôi xin tóm lược 6 cái giá trị mà bạn sẽ nhận được trong cái chương trình chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu và tại sao bạn phải nên tham dự ngay nó. Thứ nhất, các bạn sẽ sở hữu pháp lý vững chắc, đai an toàn của doanh nghiệp. Đôi khi pháp lý là chiến lược phòng thủ, cũng là những chiến lược tấn công, đúng không? Thì đây là một cái phần rất là quan trọng, bạn sẽ sở hữu cái checklist pháp lý này để về làm doanh nghiệp một cách bắt biết là pháp lý doanh nghiệp bắt đầu từ đâu, thành lập loại hình công ty gì, rồi cần phải đăng ký những cái gì, đúng không? Để tránh xây 3 năm đốt 1 giờ. Cái thứ hai, các bạn sẽ sở hữu quy trình 9 bước marketing để các bạn đưa sản phẩm dịch vụ của mình và nhanh chóng làm chủ cái thị trường đó, vươn lên làm top 1. Thì đây là một cái phần rất là quan trọng. Đồng thời, trong marketing bạn sẽ hoạch định những cái chiến lược cạnh tranh để các bạn không bị cạnh tranh về giá, làm thế nào tăng giá lên mà vẫn bán được ầm ầm. Cái giá trị thứ ba các bạn sẽ có được, đó là bán hàng bùng nổ doanh số. Các bạn sẽ sở hữu 4 cái cấp độ bán hàng để làm sao mà bạn tổ chức đội ngũ bán hàng không bị phụ thuộc vào bạn mà vẫn bùng nổ doanh số. Thì đây là một cái các cái chiến lược bán hàng rất quan trọng. Khách hàng như là không khí của doanh nghiệp, làm thế nào các bạn đầy khách hàng đó, thì đây là, và làm thế nào bạn quy trình bán hàng và để chuyển giao cho đội ngũ có thể bán được, tổ chức đội ngũ có thể bán được mà không phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, vào CEO, và đâu là cái cách chiến lược bán hàng khôn ngoan nhất, hiệu quả nhất, nó phù hợp với cái năng lực doanh nghiệp của mình. Thì đây là một cái phần rất quan trọng. Và trong cái phần chiến lược bán hàng đấy, bùng nổ doanh số đó, thì các bạn sẽ sở hữu đó là một cái phần rất quan trọng ấy, đó là cái quy trình bán hàng theo tứ diệu đế của Đức Phật. Đây là một cái bí mật, một cái chân lý bán hàng rất hiệu quả. Cái thứ tư các bạn sẽ sở hữu, đó là tức là bạn sẽ sở hữu làm thế nào có chiến lược để sở hữu một cái đội ngũ tuyệt vời. Thì trong cái phần này các bạn sẽ sở hữu, đó là cái quy trình 6 bước tuyển dụng nhân sự, để làm sao mà bạn sẽ sở hữu một cái đội nhóm tuyệt vời, một cái đội nhóm phù hợp với giá trị văn hóa, rồi làm sao mà để bạn tuyển dụng được những nhân sự chất lượng để mà cùng với bạn thực hiện những cái chiến lược để đạt được những cái mục tiêu. Đấy, thì con người là gốc, đúng không? Thì cái điều này rất là quan trọng. Nào.
Đây là cái thời điểm mà các bạn tuyển dụng người nhân sự cũng rất là dễ. Bạn hãy bắt đầu sớm để thành công sớm với một cái đội ngũ tuyệt vời, một cái đội nhóm vô địch. Rồi, cái thứ 5 các bạn sẽ có được ấy, đó là một cái phần rất quan trọng tôi gọi là tài chính dư giả. Các bạn sẽ sở hữu một cái chiến lược tài chính dư giả. Trong cái phần này tiền, như các bạn biết là tiền mặt là vua, đúng không? Bây giờ làm sao để bạn có một cái lượng tiền để mà trong thời gian tới khởi nghiệp lại, tái khởi nghiệp lại, hoặc là củng cố có cái tài chính dư giả để mà mở rộng sản xuất kinh doanh. Thì đây cũng là một cái phần rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thì trong cái phần này các bạn sẽ sở hữu 7 cái chiến lược huy động vốn, rồi là cái cách thức kiểm soát quản lý chi phí thế nào để mà tài chính không bị thất thoát một đồng, đúng không? Bao nhiêu trong số các bạn là mong muốn là tài chính công ty mình lúc nào cũng đầy tiền à? Thì các bạn hãy đến chương trình này, chương trình chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu. Thì đây là một cái phần rất quan trọng. Ngoài ra thì các bạn sẽ được gợi ý một số cái tôi gọi là cái đòn bẩy công nghệ để bứt phá. Thì trong những cái việc phát triển tới đây thì cái chiến lược lựa chọn công nghệ như thế nào trong thời gian tới đây thì cũng là một cái công cụ để làm sao mà chúng ta có những cái bước nhảy vọt, đưa cái doanh nghiệp của mình từ bé trở thành vừa rồi trở thành lớn, rồi có những cái bước đi tắt, cái đường đi tắt để bùng nổ, để phát triển, bứt phá, nhảy vọt trong thời gian tới. Đấy thì đấy là 6 cái giá trị chính, cái chiến lược chính bạn sẽ nhận được trong cái lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu. Hiện tại cái lớp này đã tổ chức đến lớp 43 rồi và đã có hàng nghìn những người đã tiếp cận đến chương trình này và xây dựng được một cái doanh nghiệp đáng mơ ước, và nhờ có việc xây dựng doanh nghiệp bài bản nên là sau cái dịp dịch này vẫn còn tồn tại và đang đặt những cái nền móng để phát triển bứt phá. Trong cái khủng hoảng này, trong cái nguy thì luôn luôn có cơ, đúng không? Trong khủng hoảng luôn luôn có cơ hội. Nếu bạn đợt thời điểm này mà bạn bài bản lại, thời điểm này mà bạn rất nhiều vấn đề, rất nhiều người đã bỏ cuộc, nếu bạn duy trì được, nếu bạn phát triển được lại thì bạn sẽ đương nhiên là số 1. Đây là một cái cơ hội, thời điểm này là một cái thời điểm cực kỳ quan trọng. Thời điểm này là cái thời điểm mà bạn ngay bây giờ, ngay trong tháng tới đây, bạn nên tham gia lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu để tôi với các bạn cùng chuẩn bị là đón đầu những cái cơ hội do khủng hoảng mang lại. Thì rất có nhiều người sẽ trở thành những người khổng lồ, thành những cái doanh nghiệp lại có tên tuổi gọi là vượt bậc trong cái thời điểm khủng hoảng như thế này. Đấy, thì chúc các bạn có một cái lựa chọn rất là đúng. Và bằng cách là đăng ký cái lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu. Nếu bạn đã đăng ký rồi thì chương trình đợt này thì bạn đang rất bận, nhưng bạn vẫn nên tham dự lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu để mình có cái đường hướng nó rõ ràng hơn, để mình có cái hướng đi nó khôn ngoan hơn, nó giá trị hơn. Đó, thì các bạn nên hãy đăng ký chương trình chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu lần này nhé. Thì các bạn hãy đăng ký để chúng ta có những cái giá trị tuyệt vời. Không dừng ăn, không dừng uống, không dừng thở. Lý do lại tại sao lại dừng học? Mà trong khi đó cái trí tuệ của mình là nó chỉ huy toàn bộ những cái sách lược, cái chiến lược, cái đường đi của doanh nghiệp trong thời gian tới. Có thể dừng ăn một vài ngày nhưng không thể dừng học một giờ nào cả. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Và học kiến thức cũng là một dạng thức ăn. Và bạn hãy đến đây cùng với khoảng 5-60 CEO khác nữa để tôi có thể coaching cho các bạn được. Coaching cho các bạn được để mà chúng ta sẽ cùng thành một cái tập thể, cùng nhau dìu dắt nhau vượt qua cái cơn bão Covid này. Để chúng ta thành những chiến binh vượt bão, đúng không? Chúng ta sẽ vươn lên mạnh mẽ sau khủng hoảng. Và hẹn nhớ, nhà mình nhớ có một cái lớp học gần nhất, và là đó là ngày 11-12 tháng 9 này, ở cái ngay cuối tuần này thôi. Nên là các bạn hãy ghi lại cái lịch này và các bạn hãy liên lạc ngay với PSA. Và đặc biệt các bạn cũng không phải lo nhé, tại vì sau trong cái đợt Covid này thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình, đó là qua online, qua Zoom trước, để mà các bạn chuyển ra một phần kiến thức trước khi các bạn tham gia cái lớp offline. Thế nên là đây là một cái lợi ích của các bạn, nên là các bạn hãy yên tâm nhớ khi cái lịch vào ngày 11, ngày 12 tháng 9 vào cuối tuần này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu.